Bất động sản Long An xin chào cô chú anh chị em trên kênh YouTube. Hôm nay em review một căn nhà sổ hồng riêng tọa lạc tại Mỹ Lộc, Càng Duộc, Long An, giáp ranh với Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tuyến tránh của tỉnh lộ 835. Đây tỉnh lộ 835. Đây là mình đi thẳng nè. Mình đi thẳng là hướng về thị trấn Tân Kim và Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn mình đi hướng này là về thị trấn Cần Đức, thị trấn của Cần Đức. Còn này 835, cái này mình đi thẳng thẳng là về thị trấn Cần Duộc và Tân Kim, giáp ranh Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái hướng này là mình đi vô nhà có tên đường là đường Lộc Hậu nha. Quý cô chú anh chị em theo chân mình vô review vô tới nhà nha. Nhà mặt tiền đường. Đường có tên là đường Cộng đồng Lộc Hậu nha. Nhà mặt tiền luôn. Xung quanh nhà đông đúc, đèn đường, camera an ninh không thiếu. Nhà sổ hồng riêng với diện tích ngang 5 dài 20. Với giá bán là 1 tỷ 6, quá rẻ. Nhà này kinh doanh mua bán khỏi chơi luôn, khu dân cư đông nữa. Nhà mặt tiền đường. Đường này đường thể hiện 6m. Xe tải chạy quy vô. Khu dân cư đông đúc, nhà văn. Nhà cấp 4, nhà lầu. Nhà mặt tiền đường kinh doanh mua bán. Bán tạp hóa ok. Anh chị xem video thấy hay nhớ đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video tiếp theo của Bất Động Sản Long An. Đây đèn đường, camera an ninh hai bên đầy đủ. Đây nhà văn. Nhà mặt tiền đường, kinh doanh mua bán, rồi bán tạp hóa ok. Nhà sổ hồng riêng. Ngang 5 dài 20 với giá bán là 1 tỷ 6. Bớt lọc. Hai phòng ngủ. Một phòng khách, một toilet lớn. Nhà đang chuẩn bị hoàn thiện. Nhà đang xây chuẩn bị hoàn thiện. Nhà mặt tiền của tên đường Cộng đồng Lộc Hậu. Tỉnh lộ 835 vào tới nhà khoảng tầm khoảng hơn một cây số. Khu dân cư đông, an ninh. Hai bên đèn đường, camera đầy đủ. Mình review từ tỉnh lộ 835 vào tới nhà tầm khoảng hơn cây số nha quý anh chị. Đây mình sắp tới nhà đây. Nhà sổ hồng riêng. Nhà mặt tiền của đường Cộng đồng Lộc Hậu. Ngang 5 dài 20. Hai phòng ngủ và một toilet lớn, một phòng khách. Đây nhà mình đây. Nhà mặt tiền luôn nha. Ngang 5 giờ 20, nhà đang chuẩn bị hoàn thiện. Có xây hàng rào, cột cổng đầy đủ luôn.
Nhà mới 100%. Nhà xây chất lượng nha. Đây, đây kế bên có một căn đang xây. Căn này chủ đang kêu bán 1,6 tỷ, còn thương lượng nha anh chị. Đây nhà xây quá đẹp. Có hàng rào cột cổng luôn nha. Có đèn đường, camera, đây là mặt tiền đường xe tải. Nhà quá đẹp. Đây, có xây hàng rào, cột cổng đầy đủ, chất lượng, bê tông cốt thép đàng hoàng. Với giá bán 1,6 tỷ, còn thương lượng nhẹ nha. Nhà này cô chú mua, kinh doanh mua bán tạp hóa đó ok luôn. Ngay, nằm ngay mặt tiền. Khu dân cư đông. Kế bên có một căn nhà đang xây. Nhà này sắp hoàn thiện nha. Thôi em xin kết thúc video tại đây. Anh chị cô chú thấy video hay nhớ đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của Bất Động Sản Long An. Xin chào và hẹn gặp lại.